Ok, hello, chào mừng em đã quay trở lại kênh YouTube Hoàng Giang. Và mình là Giang. Trong ngày này Giang sẽ chia sẻ, giới thiệu cho em về dự án Long Pool thứ 52 trên sàn Binance. Đó chính là dự án Omni Network nhá. Cũng như hướng dẫn cho em cách chúng ta stake BNB và FBD để nhận token Omni hoàn toàn miễn phí, chi tiết từng bước từ A đến Z nhá. Ngoài ra chia sẻ thêm nhé, nếu nào chưa biết cách sử dụng sàn dịch Binance ấy, thì Giang cũng sẽ để link series video hướng dẫn chi tiết từng bước từ A đến Z cách chúng ta kiếm tiền cũng như cách chúng ta sử dụng sàn dịch Binance cho người mới bắt đầu ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nhá. Và anh em cũng nhớ nhé, là anh em có thể là nhấn vào nút lưu này để ta có thể là xem lại sau nếu như lúc đó mà anh em chưa xem được ấy. Và ngoài ra anh em có thể là chia sẻ danh sách phát video này cho bạn bè người thân, những người mà cũng chưa biết cách kiếm tiền ở trên sàn Binance nha. Trước tiên thì Giang sẽ giới thiệu cho em về dự án Omni Network này nha. Thì Omni Network là một blockchain được xây dựng có mục đích để kết nối tất cả các bản tổng hợp một cách an toàn thông qua việc sử dụng tính năng đặt lại này. Ok, thì đây chính là website của dự án này nha. Thì thông tin website Giang cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận để em chúng ta có thể là truy cập vào tìm hiểu nha. Tiếp theo là thông tin Long Pool thứ 52 về dự án Omni Network này nha. Thì chúng ta sẽ tiến hành là stake BNB và FBD trong vòng 4 ngày này, kể từ 7 giờ sáng ngày 13 tháng 4 theo giờ Việt Nam nha. Ok, và đến 19 giờ ngày 17 tháng 4 này thì token Omni này sẽ được list liêm yết trên sàn Binance nha. Và sau đó thì em có thể là giao dịch mua bán token Omni này. Tiếp theo là các thông tin về token này nha. Tên token này, đó, mạng Omni này. Rồi nguồn cung token tối đa này là 100 triệu nha. Trong đó Long Pool thì chiếm 3,5% này, tức là 3,5 triệu này. Rồi nguồn cung lưu hành ban đầu này, đó là 10.391.492 nha, chiếm 10,39% này. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có hai pool thưởng nha, là pool BNB này. Thì chắc chắn một điều ấy, pool BNB thì sẽ được thưởng nhiều token Omni hơn này, đó chiếm lên tới là 85% này. Còn là FBD ấy, thì chỉ là 15% thôi nha, tức là 525.000 Omni này. Nên chính vì thế anh em stake BNB thì em sẽ nhận được nhiều token Omni hơn nha. Rồi bên dưới thì sẽ có thêm các thông tin về dự án này này. Và trước tiên để tham gia Long Pool kiếm token Omni thì em sẽ cần có BNB hoặc là FDUSD này. Bằng cách là anh em sẽ giao dịch giao ngay này hoặc là giao dịch PP nha. Đó, chọn mua này để chúng ta có thể là mua BNB này hoặc là FDUSD này bằng Việt Nam đồng nha. Rồi thì video hướng dẫn chi tiết cách chúng ta mua bán coin ở trên sàn Binance ấy, thì Giang cũng sẽ để trong link series video ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nha. Và sau khi em đã có BNB này cũng như là FDD trong ví giao ngay này, em lưu ý nhá là trong ví giao ngay nha. Nếu như em mua mà ở trong ví funding này thì em sẽ để anh là chuyển sang ví giao ngay này. Ok, kế tiếp thì em sẽ quay trở lại mục trang chủ này và chọn mục Lombard cho ra nha. Nếu em nào chưa thấy thì em sẽ nhấn vào xem thêm này. Sau đó kéo xuống mục ơn này và chọn là Lombard nha. Rồi mục Long Pool này. Đó thì đây chính là dự án Long Pool thứ 52 Omni Network nha. Ở đây thì em có thể là stake FBD Pool này hoặc là BNB Pool nha. Rồi anh em sẽ nhấn vào stake cho Giang này, chọn tối đa này. Rồi tương tự như thế là FBD Pool nha. Ok, và sau cứ mỗi một giờ ấy, thì em sẽ tiến hành là vào đây để nhận token Omni nha. Hoặc là anh em sẽ chờ thời gian kết thúc là 4 ngày này thì bên sàn Binance ấy sẽ tự động cộng dồn token Omni cho em nha. Rồi anh em sẽ kéo xuống này, nhấn vào nhận này. Ok, như vậy là Giang đã nhận thành công là 0,0111 Omni này. Thì số token Omni này ấy, thì sẽ ở trong ví giao ngay nha. Em nhấn mục ví ở góc bên phải dưới cùng này, sau đó chọn ví giao ngay này. Để em quan sát này, đây là số token Omni Giang vừa nhận được này, là 0,0111794 Omni nha. Và như vừa nãy Giang chia sẻ là vào lúc 19 giờ ngày 17 tháng 4 theo giờ Việt Nam thì em có thể là giao dịch mua bán token Omni ở trên sàn Binance nha. Ngoài ra chia sẻ thêm nhá, là dự án Long Pool thứ 51 lần trước ấy
Giang stake khoảng là 4.400 SDD thì Giang nhận được là khoảng là 15 token Saga này. Và dự án Lone Pool thứ 50 để có thể là nhận được token này là thì Giang stake 3.056 SDD này. Và Giang nhận được là 114 token LA nha. Thì ở video sau Giang sẽ cập nhật đấy là với số tiền là 5.755,96 FDUSD này thì Giang nhận được bao nhiêu token Omni nha. Như vậy là Giang đã giới thiệu cho em về dự án Omni Network cũng như hướng dẫn cho em cách chúng ta tham gia Lone Pool thứ 52 ở trên sàn Binance. Thì nếu như em có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào ấy, nhớ để lại comment bình luận xuống dưới video để Giang có thể là giải đáp trả lời cho em nha. Và cuối cùng nhớ like, thích, share, chia sẻ video này. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh tút để ủng Giang ra nhiều video nữa nha. Còn bây giờ, hẹn lại anh em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.